Trong phần tin Hoa Kỳ mở đầu bản tin cho biết, Tổng thống Donald Trump từ chối bảo đảm sẽ không đóng cửa chính phủ để trả đũa cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Dân Chủ. Khi truyền thông tiếp tục truy vấn xem Tổng thống có xác nhận sẽ đóng cửa hay không, Tổng thống Donald Trump từ chối đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào. Tổng thống nói, phụ thuộc vào đàm phán, tôi sẽ không cam kết bất cứ điều gì. Tuần trước, lãnh tụ thiểu số Thượng viện Chuck Schumer của đảng Dân Chủ đưa ra khả năng Tổng thống Donald Trump có thể một lần nữa tạm ngưng chính phủ, và ông càng ngày càng quan ngại về viễn cảnh này. Ông Schumer bày tỏ với truyền thông tại buổi họp báo cáo hàng tuần, cho biết, tôi hy vọng và cầu nguyện ông ta sẽ không gây ra một cuộc đóng cửa chính phủ nữa, vì nó có thể để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của đảng Dân Chủ không dự đoán đóng cửa chính phủ sẽ diễn ra. Bà cho biết, họ không quan tâm về đóng cửa chính phủ vì họ không tin vào chính phủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ đã học được bài học từ lần đóng cửa trước vì nó không có gì hay ho cho họ. Dự luật ngân sách tạm thời cho chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 11. Điều này có nghĩa là các nhà lập pháp đến lúc đó sẽ phải gia hạn hoặc khởi động luật chi tiêu ngân sách cho năm tài khoá đã bắt đầu từ tháng 10. Nếu không có giải pháp thì một loạt các hoạt động chính phủ sẽ bị đóng băng. Thưa quý vị, dân chúng Hoa Kỳ chia rẽ trong việc luận tội Tổng thống Trump. Theo cuộc khảo sát do NBC News và báo Wall Street Journal kết hợp thực hiện, 49% ủng hộ luận tội và phế truất Tổng thống Trump, trong khi 46% phản đối. Trong khi đó, cuộc khảo sát cũng do hai hãng thông tấn này thực hiện cách đây một tháng cho kết quả là 49% phản đối luận tội và phế truất Tổng thống, 43% đồng tình. Trong số những người của đảng Cộng Hòa, tỷ lệ ủng hộ luận tội ông Trump thực tế đã giảm từ 11% xuống còn 6%. Trong khi thêm nhiều người ủng hộ luận tội ông Trump, mức độ tín nhiệm dành cho công việc của ông đã tăng thêm từ 2% lên 45%. Bill McIntosh là một người tổ chức thăm dò, gọi đây là dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra nhằm vào các hợp đồng của ông Trump với Ukraine đã không làm thay đổi đánh giá chung về Tổng thống. Khảo sát ý kiến được thực hiện qua điện thoại với 900 người trưởng thành Mỹ trong các ngày từ 27 cho tới 30 tháng 10. Mức độ sai số là 3.27 điểm phần trăm. Quân Mỹ bị tấn công khi trên đường rút khỏi Syria sang Iraq. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hoa Kỳ đã thông báo cho Nga rằng phái đoàn quân nhân Hoa Kỳ đã bị các tay súng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào ngày 3 tháng 11 gần thành phố Tel Tamer ở đông bắc Syria. Tướng Yuri Voronkov, người đứng đầu trung tâm của Nga về hòa giải Syria, cho biết, thông qua đường dây giảm xung đột, chúng tôi nhận được thông tin rằng một đơn vị binh sĩ Hoa Kỳ di chuyển trên tuyến đường M4 về phía biên giới Iraq, cách Tel Tamer 6 km về phía tây, đã bị nã đạn từ khu vực lãnh thổ do lực lượng quân đội Syria tự do kiểm soát. Ông Voronkov nói thêm rằng không có thương vong nào trong vụ tấn công này. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho biết là CEO của hệ thống nhà hàng McDonald's từ chức vì mối liên hệ tình cảm với nhân viên dưới quyền. Tổng giám đốc tập đoàn McDonald's đã phải rời khỏi chức vụ sau khi vi phạm quy luật của công ty do việc có liên hệ tình cảm với một nhân viên dưới quyền. Đại công ty bán thức ăn nhanh này đã nói rằng tổng giám đốc và cũng là giám đốc điều hành, ông Steve Easterbrook, đã cho thấy ông đã có sự suy xét sai lầm. Tổng giám đốc McDonald's Steve Easterbrook đã vừa bị buộc rời khỏi chức vụ. Công ty McDonald's đã cấm các giới chức quản trị không được có mối quan hệ tình cảm với các nhân viên cấp dưới, dù là có làm việc trực tiếp hay không. Trong một email gửi tất cả các nhân viên, ông Easterbrook đã xác nhận mình có mối quan hệ với một nhân viên công ty và nói rằng đây là một sai lầm. Hội đồng quản trị McDonald's vào ngày thứ Sáu đã bỏ phiếu quyết định cho ông Easterbrook nghỉ việc sau khi đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ càng. Và bản tin kế tiếp cho biết tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và Thống đốc California về các vụ cháy rừng. Vào ngày 3 tháng 11, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ rút viện trợ liên bang dành cho tiểu bang California sau khi Thống đốc bang này là ông Gavin Newsom chỉ trích các chính sách môi trường của Tổng thống Donald Trump. Trên mạng xã hội Twitter, thì Tổng thống cho rằng Thống đốc Gavin Newsom đã không làm tốt nhiệm vụ quản lý rừng khi mỗi năm đều để xảy ra hỏa hoạn, rồi lại tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang.
Đáp lại, thì thống đốc Newsom nêu rõ việc Tổng thống Trump không tin vào vấn đề biến đổi khí hậu khiến nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không có quyền chỉ trích ông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo New York Times, thì ông Newsom đã phản ứng mạnh với việc Tổng thống Donald Trump rút lại các chính sách bảo vệ môi trường. Trước đó, Tổng thống Trump đã vài lần tỏ ý hoài nghi kết luận khoa học rằng hoạt động của con người là nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu, điển hình như là tình trạng hạn hán góp phần gây nên các trận cháy rừng tại California. Thăm dò của Fox News cho thấy ông Joe Biden hiện đang có cơ hội thắng hơn Tổng thống Trump là 12% số phiếu. Kết quả của một cuộc thăm dò do Fox News thực hiện được công bố vào ngày Chủ nhật 3 tháng 11 cho thấy cựu phó Tổng thống Joe Biden vẫn là ứng cử viên Dân Chủ có nhiều triển vọng nhất để đánh bại Tổng thống Donald Trump. Có 51% số cử tri đã ghi danh đi bầu nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong trường hợp ông được chọn đại diện cho đảng Dân Chủ, và có 39% nói rằng sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Ông Biden vẫn tiếp tục có hậu thuẫn mạnh trong số các cử tri độc lập, với 33% ủng hộ, so với ông Trump là 23%. Tuy nhiên, cũng có 20% nói rằng họ muốn thấy có sự lựa chọn khác thay vì là ông Biden hay ông Trump. Ngoài ra, còn có 16% nói họ chưa biết chọn ai. Về nữ cử tri, có 46% người phụ nữ da trắng nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden. Trong khi ở phía nam, cử tri da trắng, số ủng hộ Tổng thống Trump hơn ông Biden là 11%. Cuộc thăm dò này được thực hiện trong thời gian từ ngày 27 cho đến ngày 30 tháng 10, với xác suất sai biệt ước tính là cộng trừ 3%. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ hôm nay tăng 107.13 điểm, dừng lại ở mức là 27.454.49 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 50.74 điểm, dừng lại ở mức là 8.436.99 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 12.81 điểm, dừng lại ở mức là 3.079.76 điểm. Phần lợi công cổ phiếu 10 năm là 1.79%. Thưa quý vị, tiếp đến giá dầu thô của ngày hôm nay là 56.87 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ trong ngày hôm nay là 1.509 đô la 40 sen một ounce vàng. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào trong ngày là 41.820.000 đồng một lượng, bán ra là 42.020.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la hôm nay đổi được 23.250 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Ngọc Trâm và Ái Hiền mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại gửi đến quý vị phần tin Việt Nam.